Dạ, toàn thể anh em, xuân hết Tết sắp đến rồi, nên nên trang bị cho mình những cái, anh em nào đi chơi á, nên trang bị cho mình những cái món đồ chơi để chơi trong cái ngày lễ Tết. Đó là cái ngày lễ Tết đó thì rất là thông dụng với cái môn bầu cua tôm cá đó, đầu đường cuối xóm gì á, khắp làng khắp sở chợ gì chỗ nào cũng chơi. Anh em nào mà nhắm luồn được cái hộp này vào á, sân em sân chơi của anh em á, thì nên trang bị cho mình một cái bộ này đó. Mình nói để cho em biết như là như vậy, là có nghĩa là cái bộ này á là mình dùng vào được, mình mới chơi được, dùng được cái hộp này vào và mình cầm cục rung này á là mình chơi là nó ok, báo chính xác 100%. Còn bây giờ trên mạng, trên internet, trên YouTube cái gì đó nó quảng cáo là mấy cái nước chấm với ong á, có nghĩa là chén bát hồ gì này cũng có ta hết, anh em đi chơi chỉ cần đem cái lọ nước chấm vào đây à, nó báo rung chính xác 100% á, là cái chuyện đó là mình chắc chắn với anh em là cái đó là không có, hiểu không? Nếu mà nó có thì nó đem đi chơi cho bà con họ hàng nó chơi hết rồi chứ ngu gì nó bán cho anh em, phải không? Đúng không? Rồi đó là cái bộ này mới chơi được này, bộ báo rung bầu cua, báo rung 6 mặt, báo chuẩn xác 100%. Khoảng cách giữa cái cục rung này với cái hộp này á là từ 5 tới 6 mét, không mặc cản nha, có mặc cản này nó nhỏ hơn. Bộ này là báo chuẩn xác 100%. À, hơn nữa anh em, cái mình nói để cho anh em lưu ý là cái bộ này là có tang nha anh em. Lúc mình bóc ra thì nó có một con chip nhỏ mình cái vào này, thì anh em lưu ý cái chuyện đó để anh em biết đường mà phòng tránh. Nói chung là không phải vì mấy đồng tiền bạc hay này kia gì đó mà tới lúc mà chơi ẩu đả này kia nó dở mất hay, đúng không? Anh em là nhắm cái sòng nào mà dễ anh em có thể làm chủ được, đúng không? Làm chủ được, có thể kiềm chế, nói chung là có thể kiểm soát được tình hình thì có thể luôn cái bộ này vào và mình chơi là bảo đảm tỷ lệ thắng là 100%. Đây là cái hộp, đây là mình đã làm sẵn, mình làm trên cái một cái hộp này thôi, còn hai hộp này là bình thường hộp chợ này, không làm rất là giống, cân nặng nó giống, độ nảy rất ok, nhìn mắt thường là không thể biết được ngoại trừ lúc mà anh em bóc ra thôi. Chỗ anh em chơi cái bộ nào á, dụng cụ ví dụ như chơi hộp giấy á hay là hộp sứ gì đó, nói chung là cứ đặt hàng bên cơ sở của tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh em đó. Giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem cái hộp tôi đã làm sẵn ở trên cái hộp xốp này. Hộp xốp lên đây này, thấy không? Đây giống hoàn toàn như cái hộp ngoài chợ này, không khác tí nào, nhìn bề ngoài là đố mà biết được. Giờ tính tôi cũng biết cái hộp này là hộp nào, tôi cấy chip vào nữa mà cầm lên cũng không biết được, từ khi bật cục rung này lên thử mới biết được chứ còn bình thường nó không biết được. Mà hơn nữa anh em, cái bộ này á là cái bộ có tần sóng nha, đây có nghĩa là một cái cục này á, cục rung này chỉ kết nối với một cái này thôi mới anh em mới biết được đó là con gì thôi, chứ không có phải là cái cục nào á là cũng biết được cái đây là con gì, đúng không? Đó, cái đó là rất là hay. Bây giờ khi anh em đi chơi á thì anh em luồn cái bộ này vào sân chơi của anh em và anh em chơi. Cục này á là anh em giấu trong người, mà chú ý á là giấu ở phía trước, nói chung là ở phía trước người, cái mặt thì hướng về cái cục này, đừng để phía sau lưng. Và sau lưng đó thì nó nhiều khi nó báo không có tín hiệu hay không có chuẩn xác, cho anh em đi chơi là nó còn không chuẩn nữa. Còn anh em để phía trước, nói chung là giấu chỗ nào đó, túi quần túi áo gì đó mà cái mặt hướng về trước, nó quay về hướng cái này là anh em có thể chơi ok. Là mình chỉ cần luồn cái bộ này, cái hộp này vào thôi nha. Chén, đũa gì, chén là nắp gì đó là của người ta hết. Mình chỉ cần luồn nước này vào là mình chơi, đúng không? Để tôi thử cho anh em xem. Khi đi chơi là cái này là có nó báo 6 nhịp rung khác nhau. Khi em mua thì có nhân viên tư vấn hướng dẫn cụ thể tận tình cho anh em, đúng không? Một vài ngắn gì đó, nói chung là hướng dẫn cụ thể cho anh em để nhận biết được đó là cái mặt gì. Rất là cũng đơn giản thôi chứ không có gì hết. Giờ tôi sẽ test thử cho anh em, là tôi sẽ cầm thử cái này
tôi cảm nhận và tôi nói nhịp rung là tôi sẽ nói cho anh em, đúng không? Không rung là có con tôm, chắc chắn là có tôm. Ừ, thấy không? Thấy không anh em? Rất là chính xác. Một ngắn là có con cá, thấy không? Có cá này anh em, thấy không? Này cá này, thấy không? Rất là chính xác, đảm bảo là 100%, không có trật đâu. Một ngắn một dài, một ngắn một dài là có nai, chắc chắn là có nai, đập hết tiền vào nai, thấy không? Anh em. Một ngắn một dài luôn, có một nai luôn. Nè, hai con nai luôn chứ. Mình báo là nó chắc chắn là có rồi, còn ăn hai ăn ba gì đó tùy vào số của anh em, nhiều khi nó hên nữa, thấy không? Đây là cái bát cục này thôi mà cái cục này ra thêm nè. Rất là chính xác. Không rung thì có con tôm. Rồi. Này nó hết pin nữa. Pin để tôi thay pin nữa nha anh em. Anh em yên tâm á, là cái bộ này hôm bữa giờ mình tại mình quay phim nó hết pin thôi. Chứ còn cái bộ này á là chơi 10 ngày nửa tháng nó hết pin. Đúng không? Rồi. Một dài, hai dài, có con cua. Anh em dùng cái tiệm đánh vào con cua đi. Nè, hai con cua luôn. Ồ, rất là chính xác. Một ngắn, hai ngắn. Hai ngắn là có con ngắn có con gà. Thấy không? Hai gà luôn. Rất là chính xác. Rất mạnh cũng thế nè. Rất mạnh, rất nhẹ, không quan trọng nha. Một dài, có con bầu rồi anh em. Chắc chắn là có bầu. Thấy không? Này bầu này. Anh em thấy không? Rất là dễ chơi. Anh em chỉ cần luôn được cái bộ này, cái hộp nào là anh em chơi được. Anh em nào có nhu cầu á, mua hàng thì cứ liên hệ cho tôi theo cái số điện thoại trên màn hình 079 791 túi 3. Tư vấn kỹ thể cụ thể hơn cho anh em. Ngoài cái bộ bầu cua báo rung 6 mặt á, thì bên tôi còn có bán thau bầu cua. Thau bầu cua á, giống như thau camera á, anh em có thể cấy camera vào trong cái tô, cái thùng gì của anh em chơi. Là đĩa khiển nữa, đĩa khiển là cái đĩa từ á, để điều khiển cái mặt này. Không, nói chung cái rất nhiều loại, nói sơ sơ mấy loại cho anh em thôi. Anh em cứ có nhu cầu thì cứ liên hệ cho tôi theo số này 079 791 3. Tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Rồi, xin cảm ơn anh em đã xem video. Chào, tạm biệt anh em.